vô trong đây thôi. Đây, Lý Hương đang đợi để dùng bữa. Dùng bữa đây là sẽ bữa chiều cô sẽ ăn một cái chiếc máy bay nhá. Và bây giờ phát hiện máy bay đang từ xa. Đồng bào chú ý, máy bay đang cách sân bay Tân Sơn Nhất 15 km. Anh đã đứng xong chụp hình luôn. Anh ơi, vậy cái này quay này xong rồi cho nó chui vào mồm vẫn được đúng không? Quay á hả? Vâng. Quay xong rồi lát nữa mình chụp lại màn hình. Ồ, sao nó tối thui này? Rồi, máy bay đang bay ở mồm Lý Hương. Wow.